Nguyễn Huỳnh Phú Vinh đang cùng câu lạc bộ Sài Gòn Heat tiến gần đến danh hiệu vô địch giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA lần thứ tư liên tiếp khi dẫn trước câu lạc bộ Nha Trang Dolphin 2, một trong loạt trận chung kết VBA 2023. Tay ném sở hữu chiều cao khủng nhất làng bóng rổ Việt Nam cũng là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu nội binh xuất sắc nhất VBA 2023. Năm 2017, khi 19 tuổi, tôi mới bắt đầu theo đuổi bóng rổ chuyên nghiệp. Mọi thứ lúc đó với tôi như là con số không, bởi thể lực, thể chất, cơ bắp, kỹ năng đều yếu. Nhận ra rất nhiều khiếm khuyết nên trong hơn 5 năm qua, tôi không ngừng nỗ lực tập luyện, học hỏi từ những người thầy, người anh và đồng đội để cải thiện. Phú Vinh chia sẻ, Phú Vinh ưu thế khi có chiều cao vượt trội trong VBA. Tay ném sinh năm 1998 tiết lộ rằng mãi đến năm ngoái khi khoác áo đội tuyển bóng rổ Việt Nam tranh tài ở SEA Games 31 tại Hà Nội, mình mới tự tin thực hiện những pha úp rổ vốn chỉ thường thấy ở các ngoại binh cao to. Mặc dù xuất phát điểm chậm, nhưng Nguyễn Huỳnh Phú Vinh đã tiến bộ rất nhanh. Trong VBA 2016, anh chỉ được đăng ký trong đội Canto Catfish nhưng không ra sân một phút nào. Cho đến năm 2017, tay ném này mới được trao cơ hội ra sân nhưng với thống kê rất khiêm tốn. Trung phong này chỉ thi đấu tổng cộng hơn 53 phút và ghi trung bình 0,9 điểm cùng 1,9 rebound, bắt bóng. Tuy nhiên, vào năm 2018, Phú Vinh đã lên ngôi vô địch VBA cùng câu lạc bộ Canto Catfish và sau đó chuyển sang chơi cho câu lạc bộ Sài Gòn Heat. Sau gần 7 năm phấn đấu, tay ném này đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu nội binh của VBA 2023 khi dẫn đầu chỉ số ghi.